Cấu tạo kính hiển vi quang học. Kính hiển vi là thiết bị được sử dụng để quan sát các vật thể có kích thước nhỏ bé mà mắt thường không thể nhìn thấy. Kính hiển vi bình thường có độ phóng đại từ 40 cho tới 3.000 lần. Cấu tạo của kính hiển vi quang học bao gồm có 4 hệ thống chính: hệ thống giã đỡ, hệ thống phóng đại, hệ thống chiếu sáng và hệ thống điều chỉnh. Tại các trường trung học cơ sở sẽ có 2 loại kính hiển vi quang học. Loại đầu tiên sẽ bao gồm chân kính. Bộ phận thứ hai là thân kính. Thân kính bao gồm có ống kính, trong ống kính thì có thị kính. Đây chính là vị trí để mắt vào quan sát. Có ghi độ phóng đại nhân 10, có nghĩa là gấp 10 lần, nhân 20 là gấp 20 lần. Còn đây chính là đĩa quay có gắn các vật kính. Trên các vật kính có ghi độ phóng đại nhân 10 nhân 20. Và khi các em quan sát, các em có thể quay để chọn các vật kính phù hợp với vật mà các em đang quan sát nhé. Tiếp theo là bàn kính, nơi đặt tiêu bản để quan sát và có kẹp giữ. Đây chính là hai kẹp để giữ tiêu bản. Còn phía dưới chính là gương phản chiếu ánh sáng để tập trung ánh sáng vào vật mẫu. Các em chú ý khi chúng ta quan sát, chúng ta không được đứng đối diện với gương mà phải đứng xuôi theo chiều của thân kính các em nhé. Trong phần thân kính thì gồm có ốc điều chỉnh. Đây chính là ốc to. Khi chúng ta vặn thì ốc to này nó có khả năng để đưa phần ống kính đi lên và đi xuống, giúp cho chúng ta có thể dễ dàng quan sát. Loại kính hiển vi quang học thứ hai gồm có các bộ phận: chân kính, công tắc, gương hội tụ ánh sáng, ốc điều chỉnh nguồn sáng, nguồn điện, thân kính, bàn kính có gắn tiêu bản, ống kính, thị kính, nơi đặt mắt quan sát, đĩa quay gắn các vật kính. Ốc to giúp thân kính đi lên và đi xuống. Còn hai loại ốc này giúp cho tiêu bản có thể di chuyển sang trái và sang phải, đi lên và đi xuống trên bàn kính. Cách sử dụng kính hiển vi quang học. Bước 1, chuẩn bị kính. Đặt kính vừa tầm quan sát nơi có đủ điều kiện chiếu sáng hoặc gần nguồn điện. Bước 2, điều chỉnh ánh sáng, mắt nhìn vào thị kính, điều chỉnh gương phản chiếu, hướng nguồn ánh sáng vào vật kính. Khi ta thấy trường hiển vi ánh sáng trắng thì dừng lại. Nếu dùng kính hiển vi điện thì bỏ qua bước này. Quan sát vật mẫu, đặt tiêu bản lên mâm kính, điều chỉnh ốc sơ cấp, đưa vật kính đến vị trí gần tiêu bản, mắt hướng vào thị kính, điều chỉnh ốc sơ cấp, nâng vật kính lên cho tới khi quan sát được mẫu vật thì chuyển sang điều chỉnh ốc vi cấp để nhìn rõ các chi tiết bên trong. Để thay đổi độ phóng đại kính hiển vi, chúng ta quay mâm kính để lựa chọn vật kính phù hợp. Khi chúng ta đã thực hành quan sát vật mẫu xong thì các em cần phải chú ý bảo quản kính hiển vi. Thứ nhất, và khi sử dụng xong, các em cần phải rút nguồn điện, lau khô kính hiển vi sau khi sử dụng. Thứ hai, để kính nơi khô ráo, tránh mốc ở các bộ phận quang học. Và cuối cùng, kính phải được bảo dưỡng định kỳ.